Đây là món bánh da lợn khoai mì, rất là dẻo, dai và ngon nữa. Nếu như anh chị em và bạn nào nhìn thấy thích thì xin mời cùng vào bếp với Lina để làm món này. Để làm cái lớp bột màu xanh thì ở đây Lina sử dụng 160 g bột năng. g bột gạo là 1/4 cắp nắp. 15 g bột nếp là 2 muỗng canh. Rồi mình cho vô đây là 200 ml nước cốt dừa. Mình cho thêm 150 ml nước ấm. 100 g đường cát là 1/2 cup. Nếu các bạn thích ăn ngọt hơn thì mình cho nhiều hơn. Rồi sau khi pha phần bột xong mình sẽ lược lại. Rồi Lina sẽ sử dụng cái tinh dầu lá dứa. Nếu mà các bạn thích sử dụng lá dứa tươi thì mình mua lá dứa tươi về mình xay, mình lấy nước, mình pha. Hôm nay thì Lina sẽ sử dụng cái tinh dầu lá dứa này cho nó nhanh và tiện. Mình nhìn thấy cái màu nó lợt lợt vậy chứ mình hấp ra nó sẽ đậm lên. Pha bột xong Lina để cho bột nghỉ khoảng 20 phút. Về cái phần nhân khoai mì thì ở đây Lina sẽ sử dụng một bịch khoai mì đông lạnh. Một bịch khoai mì đông lạnh này có trọng lượng là 1 pound là 454 g. Cái này nếu mà các bạn sợ có độc đó thì mình rửa lại, mình ngâm rửa lại với nước, sau đó mình vắt cho ráo. Còn Lina thì sẽ không có rửa lại, tại vì lâu lâu mình mới ăn một lần, với lại ăn cái số lượng ít thì cũng không có sao hết. Rồi Lina cho vào đây là 100 ml nước cốt dừa. Hai muỗng canh bột năng. Vani, Lina cho vài giọt. Một phần tám muỗng cà phê muối. Hai muỗng canh đường cát. Đây là sữa đặc có đường. Mình cho 2 muỗng canh sữa đặc có đường. Nếu các bạn không thích sữa đặc thì mình thay thế bằng đường. Và Lina sẽ sử dụng những cái khuôn này để mình làm cái bánh da lợn. Mình sẽ cho khuôn bánh vào trong cái xửng hấp. Để cách xa cái thành một chút nha các bạn, để cho cái mồ hôi nó không có nhiễu vào trong cái bánh đó. Trước khi mà mình cho bột vào thì mình sẽ khuấy đều cái phần bột lên. Mình cho cái phần bột màu xanh vô trước. Rồi mình đậy nắp lại và hấp. Sau khi hấp được 4 phút, cái lớp màu xanh nó đã trong lại. Mình sẽ cho cái lớp khoai mì vô.
mình đậy nắp lại. Mình hấp bánh khoảng 7 phút trước, sau đó mình sẽ kiểm tra, tại vì cái phần khoai mì này thì nó lâu chín hơn là cái phần bột màu xanh. Sau 7 phút thì cái khoai mì của mình chín rồi. Tôi sẽ đổ tiếp cái lớp bột màu xanh. Rồi mình đậy nắp. Rồi tiếp tục hấp thêm 4 phút nữa. Sau 4 phút thì bánh chín. Nó sẽ đắp bánh ra. Mình sẽ chờ cho bánh nguội rồi lấy ra khỏi khuôn. Bánh của mình sau khi nguội rất là dễ lấy ra. Bánh rất là dẻo và ngon nữa. Đó, cái phần bột rất là dẻo luôn. Vina vừa gửi đến anh chị em và các bạn món bánh da lợn khoai mì. Cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem video clip này. Nếu như anh chị em và các bạn thích thì like và share. Cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của Lina. Lina cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong món ăn lần sau.